Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại mở hầu bao, khẩn trương cho doanh nghiệp vay để mua tích trữ và giải phóng lúa gạo cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, mức độ cho vay từ các ngân hàng vẫn còn rất hạn hẹp nên họ chưa thể đẩy nhanh tiến độ thu mua lúa cho bà con. Ghi nhận của phóng viên VTC16. Đây là một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam, trong đó 70% khối lượng hàng năm xuất sang Úc, 20-30% xuất sang thị trường truyền thống Trung Quốc. Nhưng từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa ký được hợp đồng xuất khẩu nào sang Trung Quốc, thậm chí cả những hợp đồng trước đó cũng đang bị ép giá. Thiếu đơn hàng nên doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vay. Cái chúng tôi cần là vốn, tại vì hiện tại giá rất rẻ. Nếu có vốn mua vào thì tương lai chừng 1-2 tháng tới là nguồn thu hoạch hết rồi thì giá sẽ trở lại bình thường. Còn với doanh nghiệp này, đã có nhiều năm thực hiện mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Mỗi năm xuất khẩu khoảng 160.000 tấn gạo, nhưng thực tế chỉ bao tiêu được 1/3 trong số này cho nông dân. Khó khăn về vốn là chuyện muôn thuở, bởi rất ít ngân hàng cho vay theo chuỗi liên kết. Hiện nay cái mô hình liên kết thì đổ dồn vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đầu tư giống, phân, thuốc, đầu vụ, và đến khi thu hoạch thì phải thanh toán tiền lúa cho nông dân. Toàn bộ cái vốn đó doanh nghiệp phải thanh toán cho nông dân. Thế đây là một con số vốn rất lớn. Thường thì hàng năm, các ngân hàng thương mại cấp định mức cho vay đối với các doanh nghiệp theo hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết. Nhưng doanh nghiệp chưa ký kết hợp đồng xuất khẩu nên kế hoạch giải ngân của ngân hàng hạn chế và bị cắt giảm hạn mức cho vay, gây khó khăn trong việc thu mua lúa. Chúng tôi đã bàn với các cái hệ thống ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng nhà nước, thì người ta có quy định là cởi như đó rồi và không thêm được nữa. Đề nghị là Trung ương á, có cái nghiên cứu mà về cái chính sách tín dụng mà tối ưu nhất cho doanh nghiệp, nhất là trong cái thời điểm mà cái mùa vụ. Chứ nếu không thì chúng ta cứ tình trạng mà lúa ứ trên đồng rồi chính phủ phải họp rồi để chúng ta cho hỗ trợ tạm trữ thì hầu như là nó trễ mất một nghiệp. Phần lớn chúng ta đang vướng cái khâu là gì? Thiếu vốn để ứng cho bà con nông dân. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề mà đương nhiên trong quá trình đi lên và từng bước ngân hàng, các tổ chức tín dụng cũng như cái khả năng tài chính của mỗi công ty có làm. Nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta hoàn toàn có thay đổi được cái tình thế. Dù mới đây ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại như xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua lúa gạo cho người dân. Nhưng theo các doanh nghiệp, chuyển biến tại một số ngân hàng thương mại vẫn khá chậm. Và nếu việc cho vay không đẩy nhanh tiến độ thì chẳng giúp được gì cho nông dân khi mùa vụ đã qua.